Chào mừng các bạn đến với được chương trình làm.com. Bây giờ mình đang có trên tay là bốn chiếc lưng dành cho chiếc điện thoại Lumia 640 XL. Đây là chiếc dòng 640 to nhất của Microsoft hiện nay. Cảm giác đầu tiên thì mình cầm trên tay nó khá là to, mặc dù tay của mình là dạng tay to rồi, nhưng mà cầm lên thì cảm giác cũng khá là chật vật. Tuy nhiên nếu mà các bạn ít di chuyển hoặc là thường xuyên sử dụng máy bằng hai tay thì các bạn sẽ dùng chiếc máy này rất là sướng. Đây là dạng ốp lưng dẻo, chúng ta có thể bóp nó lại như thế này, và cái viền của nó là hoàn toàn trong suốt, và các phần kiếm chức năng của nó được chừa ra chính xác với máy của chúng ta, chúng ta có thể hoàn toàn an tâm. Đây là phần cụm camera và đỉnh phía trên. Đây là phím bên phải, cạnh bên phải của chúng ta. Đây là cổng sạc ở phía dưới. Ngoài chiếc màu xám này thì chúng ta còn có thêm màu xanh rất là đẹp, màu trắng và cuối cùng là màu hồng rất là dễ thương. Cái phần giới thiệu chiếc ốp lưng dẻo viền trong dành cho Lumia 640 XL của đồ chơi di động.com đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác.